Thưa quý vị, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương mừng Xuân Quý Mão 2023 với nhiều hoạt động Tết hấp dẫn dành cho người dân thành phố và du khách tại khu vực bãi biển Mỹ An. Tái hiện khung cảnh làng nghề nhằm giới thiệu văn hóa, ẩm thực của dân tộc, chương trình đã thu hút đông đảo du khách gần xa đến check-in với mô hình trang trí Tết, trải nghiệm nấu bánh chưng, bánh tét, làm các loại bánh mứt cổ truyền cùng với các nghệ nhân, dựng tranh thư pháp miễn phí và tham gia bài chọi. Hầu hết các du khách quốc tế đều rất thích thú với hoạt động này. Tôi thấy khung cảnh rất đẹp, có nhiều hoạt động thú vị về Tết cổ truyền của Việt Nam tại bãi biển. Không chỉ có nấu bánh tét, có viết thư pháp. Tôi chỉ thường biết đến Tết của Việt Nam thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bây giờ được trải nghiệm các hoạt động Tết, tôi cảm thấy văn hóa, ẩm thực của người Việt rất đẹp và đặc sắc. Không khí chào đón năm mới tràn ngập mọi nơi. Thực sự tôi cảm thấy rất vui khi được tham gia các hoạt động tại khu vực này. Đây là lần đầu tiên Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức hoạt động trải nghiệm Tết dành cho du khách. Các hoạt động diễn ra đều đã được chọn lọc, làm sao thật gần gũi, dân dã để tạo không khí chào đón năm mới của thành phố đến với du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, có thể hiểu hơn về nét văn hóa Tết Việt cũng như dễ dàng trải nghiệm các hoạt động. Thông qua đây, chúng tôi cũng muốn gửi đến cho du khách là cái sự thân thiện, sự mến khách của người dân Đà Nẵng khi mà họ có dịp giao tiếp với các cái nghệ nhân sống tại thành phố Đà Nẵng cũng như Quảng Nam. Và chúng tôi hy vọng rằng với những cái thông điệp mà về một cái Tết cổ truyền và ghi nhớ lưu giữ và phát huy cái giá trị truyền thống này thì người dân các nơi đến tham quan du lịch Đà Nẵng cũng như du khách nước ngoài sẽ có một ấn tượng tốt hơn khi mà tham quan du lịch nhân cái dịp năm hết Tết sắp đến tại thành phố Đà Nẵng này. Dịp này, ban tổ chức trao 50 xuất quà Xuân Yêu Thương cho các công dân vệ sinh môi trường, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ và người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn. Những chương trình như thế này đã góp phần khuấy động không khí tại bãi biển Mỹ An, nhất là vào ban đêm, đồng thời hình thành nên sản phẩm du lịch mới gắn với văn hóa, đa dạng trải nghiệm dành cho du khách, để ai cũng ấn tượng khi đến với thành phố và sẽ trở lại Đà Nẵng trong những dịp tiếp theo.